Hôm nay thì em lại giới thiệu với các cụ một mẫu cần tay. Cần tay là của Daiwa. Đây là con cần 8H và nó đi kèm theo bụi ngọn. Cái loại 8H thì là chuyên đánh bạo lực nhé các cụ nhé. Thì ra đây thì em cũng xin mô tả sơ qua một con cần này như sau. Đây, con cần này là của bên Thái Lan. Đấy, tên của nó là Daiwa rồng đỏ. Đấy, trên tay em này quay 8H 6S3. Em xin mô tả sơ qua bên trong của nó như sau. Ngọn 8H này, 2 ly 2, 2 ly 3 này. Đây, mỗi cái lóng của nó thì là đều là trơn nhẵn nha các cụ nhé. Đấy, sơn hết rồi, tất cả các lóng đều như nhau nha các cụ nhé. Con này là rất là nặng tay này, thích hợp cho anh em câu cá to và đánh cá kiểu bạo lực đấy. Giật khỏe hai tay, còn đâu cần này không phải cần cho cụ đánh cảm giác. Đây, nó kèm theo một ngọn 8H. Đây, cô được cần ngọn này.